Thời gian qua, chắc hẳn không ít những người đang theo dõi video này đã bị cuốn hút bởi những chương trình rap Việt, King of Rap hay cả những MV ca nhạc của một ca sĩ mà cả ngày toàn đăng status về châu bùi. Sự lan tỏa của nhạc rap trong thời gian gần đây phải gọi là cực kỳ mạnh mẽ, từ thủa old school đường phố ngày nào. Anh em từ quận 1 đến quận 12 đã put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Just put your hands up. Rap club, it's my club. Bow, bow, bow and check this out. Rap club, it's my club. Đến những trận beef nảy lửa giữa các nghệ sĩ trong giới underground. Rap đã đi lên sân khấu qua những MV triệu view cũng như sàn diễn vài chục ngàn khán giả. Rap dù không phải là thể loại nhạc khiến bạn yêu thích ngay từ khi mới biết đến, nhưng một khi bắt đầu tiếp nhận thì khó mà dứt ra được. Và điều đó cũng chẳng ngoại lệ với những cầu thủ bóng đá, khi họ vẫn thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội và lồng vào đó những bản rap cực bốc. Thậm chí một vài người còn là người chơi hệ rap chính cống, với khả năng múa mồm còn chả thua hay có khi còn hơn khả năng chơi bóng của họ. Chào mừng các bạn đã trở lại với Rap, à không, Football Extra tuần này, chủ đề về những cầu thủ có tài năng với nhạc rap. Nếu để nói thì Memphis Depay là cái tên được nhắc đến đầu tiên, là người nổi tiếng nhất trong giới cầu thủ được biết như một ca sĩ nhạc rap thành công nhất trên mạng xã hội. Cũng trong năm này, anh cùng với người đồng đội ở tuyển Hà Lan là Quincy Promes đã cho ra đời ca khúc thuộc thể loại nhạc rap mang tên LA Vibe Freestyle 1.0, nơi anh xuất hiện cùng với những phụ kiện như dây chuyền vàng, ngồi trên một chiếc Rolls Royce và tự tin khoe cá tính của mình, với những câu hát cực ngông kiểu như: dù sao thì bạn đã không thích tôi rồi, nên tôi cũng chả cần bận tâm làm gì nữa. Cho tới nay, kho tàng nhạc rap của Depay cũng đã tích góp được số lượng kha khá. Tiêu biểu nhất trong số đó là 3 single và 4 bản freestyle được đăng trên trang YouTube cá nhân của anh và luôn nhận được hàng triệu view. Các ca khúc của anh thường viết về hai chủ đề chính, đó là tình yêu và cuộc sống sang chảnh của mình, nơi anh vẫn thường xuyên khoe tấm lưng xăm hình sư tử cực ngầu, cùng với những bộ quần áo, xe hơi và khả năng hút xì gà chất chơi của mình. Depay cũng cho biết nếu sau này giải nghệ, anh sẽ tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật và cùng bạn bè thành lập một tổ chức nơi có thể giúp anh làm nhạc dễ dàng hơn. Kevin Prince Boateng cũng là một trong những cái tên đình đám trong giới cầu thủ có sự nghiệp rap đáng nể. Vào năm 2018, tuyển thủ người Ghana đã quyết định sống thật với bản thân khi bước chân vào hành trình trở thành người chơi hệ hip hop dưới nghệ danh Prince, hay còn có thể gọi là Prince Tiền Tỷ. Anh phát hành single đầu tay của mình tên là Kings, với nội dung thể hiện cuộc sống chất chơi không sợ mưa rơi chẳng khác nào như một ông hoàng của mình. Em trai cùng cha khác mẹ của Kevin, nhà vô địch Champions League Jerome Boateng, cũng từng có ý định dấn thân vào thị trường rap với nghệ danh GB nhưng không mấy thành công. Anh trai anh, George Boateng, cựu cầu thủ và cũng là một dân chơi hệ rap với biệt danh BTNG và từng phát hành 2 album cũng như vô số single khác, một gia đình mê rap đích thực. Clean MC cũng được biết đến như là một trong những cầu thủ chơi rap ổn nhất giới cầu thủ bóng đá. Chẳng có gì lạ khi một chàng trai Mỹ đam mê thể loại nhạc đến vậy. Hồi năm 2006, album Don't Trade đã được DMC cho ra lò. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tay của anh. Theo đánh giá của nhà sản xuất Mike Chart, DMC không phải là Eminem, nhưng anh ấy cũng xứng đáng được xem như là một ca sĩ nhạc rap. Thủ quân Mỹ Clean DMC từng cho ra mắt album nhạc rap có tên là The Redux năm 2014. Clean DMC đã dành khoảng thời gian trước World Cup 2014 để thu âm 13 ca khúc cho album này. Cựu tiền đạo của Fulham cũng xuất hiện khá thường xuyên ở những show truyền hình ở Mỹ và thể hiện tài bắn rap của mình đến với công chúng. Tuy nhiên, nếu phải kể đến cái tên nổi bật nhất trong làng chơi rap của giới túc cầu thì đó phải là Jesse Rodriguez. Tiền đạo một thời của Real Madrid không chỉ nổi loạn trên sân cỏ mà anh còn làm tốt việc ấy trên những bar club nhún nhảy. Theo các chuyên gia âm nhạc, ngoài chất giọng đặc biệt, Jesse còn tỏ ra rất chuyên nghiệp trong khi kết hợp với các phụ kiện như mũ, kính, dây chuyền, cũng như thể hiện khả năng vũ đạo khá tốt. Lấy nghệ danh là JM, sẽ không khó nếu bạn search cái tên này trên YouTube và thấy những bài hát có lượt view cao đến 30 triệu. Đến với Paris Saint-Germain vào năm 2016, khi ở tuổi 23, Jesse tưởng chừng sẽ còn cả tương lai rộng mở phía trước. Nhưng khi view các MV ca nhạc của anh càng cao, cũng là lúc chàng trai này tụt dần đều và trôi dạt liên tiếp ở các câu lạc bộ khác nhau khi đội bóng nước Pháp coi anh là cục nợ và đem cho mượn tứ xứ.
4 năm trước, JM còn gây ra sự chú ý khi bên cạnh anh là cô bạn gái nóng bỏng, Aura Ruiz, luôn cặp kè bên cạnh. Vào tháng 9 năm ngoái, anh vừa dính phốt to trên mạng thì đã chi đến 5.000 euro để nhắn tin ủng hộ đối thủ của bạn gái cũ. Khi Aura Ruiz tham gia show truyền hình thực tế Big Brother thì bị loại ngay từ vòng đầu. Hành động chơi dơ này của JM đã nhận chỉ trích khá nhiều, nhưng cũng vì thế mà có cơ số tình nguyện làm fan của anh. Mặc cho cầu thủ này đá bóng còn tệ hơn cách anh đối xử với người cũ và vẫn thường xuyên mài ghế ở những câu lạc bộ mà mình được cho mượn. Đó là những rapper có phần được gọi là chuyên nghiệp trong giới túc cầu, còn những cái tên được kể tiếp sau đây sẽ là dạng nghiệp dư, những người thích thì rap, không thích cũng vẫn rap. Tuần trước, Haaland đã ghi một cú đúp cho Dortmund, tiếp tục tăng gia sản xuất bàn thắng cho đội bóng vùng rùa. Mà một trong những bí quyết giúp chàng trai trẻ này có hiệu suất làm bàn ấn tượng là vì anh có thói quen nghe một bài rap trước mỗi trận đấu để tạo động lực. Bài hit của rapper người Na Uy, Amara Enya. Trong một bài phỏng vấn, Haaland từng cho biết nếu không chơi bóng thì giờ anh đã đi theo con đường của một rapper. Nghệ danh của Haaland tên là Link, còn nhóm anh em của cầu thủ này được gọi là Flow King. Trên YouTube, bạn có thể dễ dàng tìm thấy video của nhóm Flow Kings hồi Haaland còn là một cậu nhóc 15 tuổi, nơi anh thể hiện những vũ đạo cực quái đản và cho biết flow của mình cũng kinh y hệt tên nhóm. Thật may mắn vì Haaland đã bước đi trên con đường sự nghiệp quần đùi áo số thay vì theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của anh. Tiếc là hồi đó Haaland không về với Manchester United, không thì anh đã có dịp trở thành đồng đội của một trong những nhóm rapper xịn nhất bóng đá xứ sở sương mù. Khi vừa rời Juventus để về lại Old Trafford, Pogba đáp chuyến bay riêng xuống khu tập luyện Carrington. Tiền vệ người Pháp tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với hashtag Pogba và MV ca nhạc hợp tác cùng rapper Stormzy và Adidas. Chính chàng ca sĩ Stormzy này cũng từng bị tờ báo Ireland Sport Hero nhầm anh với bản hợp đồng mới của Manchester United khi đó là Romelu Lukaku và đề ảnh của rapper này trên trang bìa báo của họ. Trên trang cá nhân, rapper sinh năm 1993 thừa nhận bản thân có nét tương đồng với Romelu Lukaku nhưng cảm thấy không thoải mái khi bị cộng đồng mạng đem ra làm trò đùa như vậy. Thế Lukaku thật thì có biết rap không? Ồ, chắc chắn là có rồi. Bạn đang đùa chắc. Để truyền động lực cho thế hệ trẻ rằng bạn luôn có thể làm những gì bạn thích, Lukaku từng tham gia và đọc theo một bản rap mang tên là Devil. Màn trình diễn của anh thì không chắc có truyền được động lực không, nhưng nó đã tạo ra niềm vui cho cộng đồng mạng vì kỹ năng khá yếu của anh trong việc bắt nhịp câu chữ. Nhưng người người cũng ủng hộ tiền đạo người Bỉ vì cho rằng ít ra kỹ năng rap của cu vẫn còn tốt hơn kỹ năng một chạm của anh nhiều. Và để chung vui cùng đồng nghiệp của mình, idol giới trẻ sau đó cũng đăng một video để nhái lại Lukaku và thể hiện rằng đồng đội của anh không phải là cầu thủ duy nhất có máu nghệ sĩ tại Old Trafford. Tiếc là đã không xảy ra một trận battle như người hâm mộ mong đợi. I'm a mean streets. My friends don't speak no more. I don't know why. Don't ask me that question. Mà Ringard thì đang giả vờ đấy, chứ muốn rap nhanh thì anh cũng chơi được. Cần bằng chứng ngư. Có thể bạn chưa biết, đội trưởng kỳ cựu một thời của Quỷ Đỏ, Rio Ferdinand cũng là một tay rap siêu đỉnh. Nghiêm túc trên sân cỏ là thế, nhưng trong những bữa tiệc với bạn bè, hậu vệ này cũng không ít lần xung phong cầm mic và làm vài đường cơ bản cho mọi người chiêm nghiệm về khả năng nghệ thuật của mình. Từ rap nhanh, rap chậm cho đến rap bên cạnh DJ, Rio luôn có thể bay tận nóc với tốc độ bắn rap như bàn thờ và giọng nói mạnh mẽ không nhiều âm sắc tấu hài như hai vị hậu bối vừa nêu ở phía trên. Thực tế, máu nghệ sĩ chơi rap của những sao Manchester United đã bắt nguồn từ một cái tên khá là xa so với thời đại ngày nay. Năm 1999, Andy Cole từng cho ra mắt đĩa đơn Outstanding, một bài hát từng gắn liền với danh tiếng ban nhạc Mỹ The Gap Band những năm 1980. Tuy vậy, kết quả xếp hạng của đĩa đơn này không cao. Nó không thể lọt vào top 40 những đĩa đơn được yêu thích nhất tại Anh. Với thử nghiệm đầu tiên không thành công như mong đợi, anh đã quyết định không tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Cùng thời với Rio Ferdinand thì Drogba cũng là một con sư tử hàng tiền đạo Chelsea.
Người không ngại trợn mắt và chỉ tay vào bất cứ ai anh ghét. Nhưng về lĩnh vực rap thì anh là một chú mèo béo ngốc nghếch. Đoạn video về lần hiếm hoi Rock 3 bỏ đi sự ngại ngùng của mình để tham gia vào một bài rap cho thấy người hâm mộ Túc Cầu nói chung và người hâm mộ Chelsea nói riêng may mắn đến nhường nào vì voi rừng đã chọn thể hiện những gì tinh túy nhất của mình trên sân cỏ. Ngay cả lần hiếm hoi anh chịu góp giọng với Kuchuma vào 5 năm trước cũng vậy. Sẽ hơi bất ngờ nếu bạn biết rằng đội trưởng của Real Madrid cũng là một tay rap khó khiếu đấy. Vào năm 2018, có lẽ vì khá chán với việc vô địch Champions League liên tiếp, Sergio Ramos đã trình làng tới người hâm mộ một bài hát do anh tự viết mang tên SR4. Cộng đồng mạng khi nghe qua thì cực kỳ ấn tượng với lời nhạc có giai điệu mà anh Tư mang đến trong tác phẩm này. Nhiều người còn nói rằng nó như là một bản phối đỉnh cao của một nghệ sĩ thực thụ. Không biết sau này mà giải nghệ thì Ramos có quyết định theo đuổi con đường này hay không, nhưng khá chắc là nó sẽ được ủng hộ nhiều đấy. Nació con dos balones de oro, los tiene bien puestos. Pronto los vio Gavarros. Bên cạnh Sergio Ramos, Mohamed Salah cũng từng thử mình trong một MV nhạc rap cực chất, nơi anh thể hiện mình cực ngầu trong bộ áo khoác và giọng rap vô cùng quyến rũ để quảng cáo cho hãng ExxonMobil của Ai Cập. Và dù có sắp rõ ràng, nhưng tiếc là nhiều người chẳng hiểu mô tê gì về những giai điệu anh và bạn bè cùng rap. Còn ở Dortmund, Aubameyang và Roy luôn tỏ ra mình là cặp đôi hợp cả trên sân cỏ lẫn âm nhạc. Cả hai cùng xuất hiện trong MV Aubameyang, được thực hiện bởi anh trai Alba. Nhân dịp em trai anh vừa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, trong lời bài hát có những câu rất chất lượng kiểu như đồng hồ vàng, dây chuyền vàng, bóng vàng, cái đếch gì cũng vàng, người anh em ạ. Chúng ta không phải tụi Ả Rập, điều chúng ta muốn là ký những tấm séc. Tối nay Rap Việt lại lên sóng và hẳn sẽ nhiều người đang nóng lòng chờ đợi các tiết mục đặc sắc trong chương trình này. Rap nhìn dễ vậy chứ thực ra chẳng dễ chút nào đâu, cũng cần phải có năng khiếu và rèn luyện đầy khổ ải đấy. Chứ có vài người dù máu nghệ sĩ Marking 100 nhưng khả năng rap thì lại. Biết đâu trong tương lai chúng ta có thể tiếp tục chào đón những bản rap cực đình đám khác của các sao số sân cỏ hiện tại khi họ giải nghệ thì sao? Một bản diss track Bartomeu của Messi và Suarez thì chắc là phá đảo luôn nhỉ?